Video này Postdoc làm để thay lời cảm ơn tới công ty Điền Quân đã hỗ trợ quản lý kênh của Postdoc trong suốt 3 năm qua. Và đây là món quà mà Điền Quân gửi tới Postdoc để hỗ trợ vào mùa dịch năm 2021, Covid-19 đó các bạn. Postdoc rất vui và rất cảm ơn Điền Quân vì trong giai đoạn căng thẳng như thế này thì vẫn có được đơn vị Điền Quân hỗ trợ và đồng hành chia sẻ những cái khó khăn để vượt qua cái mùa dịch như thế này. Ngoài rất nhiều mì gói thì còn gia vị nữa nha các bạn, có dầu hào, ông Mào nè. Rồi tiếp theo có nước mắm nữa các bạn. Các bạn thấy hai đứa cún nó hóng hớt ghê không? Mặc dù tụi nó đâu có ăn được cái món nào ở trong cái hộp quà này đâu. Rồi tiếp theo mình còn có cả tương ớt nữa nha các bạn. Rồi nước tương, khá là đầy đủ. Giờ thì mình sẽ lấy hết đồ ở trong thùng quà ra này. Rất là nhiều mì gói. Rồi bây giờ nhét hai cái cục này và gửi trở lại cho Điền Quân. Chứ nhà thì hết cơm hết gạo rồi, không có nuôi nổi nữa. Vô, vô nào. Trời ơi, nó mập quá các bạn ạ, không có vừa luôn cái thùng quà. Thùng quà chứa biết bao nhiêu mì gói và gia vị mà nhét cái con mập lông này nó cũng không có gì được các bạn ạ. Nào, ráng thêm lần nữa nào. Rồi, ấn cái đầu xuống, mình đóng được thùng rồi này các bạn. Quá là mập luôn. Giờ đóng băng keo gửi lại cho Điền Quân nha. Nó không chịu các bạn ạ, Pom Lon Ton không có chịu đi qua bên Điền Quân rồi nhét mò mò vô. Đi ra nào, cái đứa này thì dễ hơn. Nó khoái thùng lắm các bạn. Mình không biết là mình đang nuôi chó hay là nuôi mèo nữa. Nó cứ thấy cái thùng đó nó nhảy vô giống mấy con mèo đó. Nhà bạn nào mà nuôi mèo thì các bạn biết tụi nó thấy những cái hộp nhỏ là tụi... Rồi các bạn coi Pom Lon Ton chơi có mắc dại không? Cái cuốn kia mới đi vào trong thùng đóng nắp lại là nó đã nhảy lên nó đè rồi. Rồi nó đặt cái mông nặng ịch của nó xuống. Vậy thì ai mà mở ra cho nổi. Xuống đi. Rồi cái đứa này nó khoái thùng lắm các bạn. Kéo nó ra nó cũng không chịu ra. Mình quăng nó ra ngoài thì nó lại nhảy vô trong thùng. Rồi mình quăng thêm cái lần nữa coi sao. Nó vẫn nhảy vô trong thùng. Đích thị là mèo rồi chứ không phải là chó các bạn ạ. Mình xác nhận thêm lần nữa coi có phải nó muốn đi luôn hay không. Rồi, nó muốn đi luôn đây mà. Chắc là mình đóng thùng gửi đi thiệt quá các bạn ạ. Nói giỡn vậy thôi chứ mình đóng cả hai con đi chứ không phải một con nha các bạn.